Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Sơn Piat, và trong video ngày hôm nay Sơn sẽ chia sẻ cho các bạn 6 điều bạn cần phải biết trước khi mà bạn bắt đầu với Affiliate Marketing, và đây là hướng dẫn chi tiết nhất từ trước đến giờ, full từ A đến Z dành cho các bạn. Và đây là một trong những video trong chuỗi bộ video mà Sơn chưa bao giờ công khai cho các bạn, và cũng như lời đã hứa với các bạn đó, thì đây là một chuỗi video mà Sơn sẽ hướng dẫn cho các bạn làm như thế nào để bạn kiếm được 10.000 đô la một năm, tương đương với cả hơn 200 triệu thu nhập với Affiliate Marketing, hay còn gọi là làm việc tại nhà trên Internet. Và đây là một chuỗi video bài học, nó sẽ có nhiều video đó, và Sơn sẽ muốn chia sẻ cái điều này miễn phí tới cho các bạn, để giúp cho, đây là cái mục tiêu của Sơn, đó là giúp cho 200 bạn trong năm 2020 đó, các bạn có được thu nhập ít nhất là 1.000 đô la thu nhập trên một tháng, hoặc là hơn như vậy. Và đây Sơn sẽ có một cái yêu cầu để cam kết với các bạn. Nếu như các bạn cam kết điều này với Sơn thì Sơn sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách rất tận tình và chi tiết, và không có giấu bất kỳ một kiến thức nào hết. Đó là các bạn cần phải cam kết xem hết 100% video để học cách làm chính xác. Cái lý do mà khiến cho các bạn chưa có được một sự thành công đột phá đó là các bạn bỏ cuộc giữa chừng. Bỏ cuộc giữa chừng và chúng ta xem video một cách đứt đoạn, hay là chúng ta coi bắt đầu nhưng sau đó chúng ta lại lướt qua. Thì Sơn mong muốn được rằng nếu như các bạn cam kết cái điều này thì các bạn có thể comment phía bên dưới video, đó là tôi cam kết xem hết 100% video bài học ở đây. Và Sơn chắc chắn các bạn, Sơn tự tin với các bạn, sau những cái video trong cái bộ khóa học này thì sẽ giúp cho các bạn có được một cái góc nhìn đầy đủ và chi tiết nhất về Affiliate Marketing, kiếm tiền online tại nhà đó, trên Internet, và sẽ còn rất là nhiều điều tuyệt vời. Và trong video ngày hôm nay thì Sơn sẽ có chia sẻ với các bạn, đó là 6 điều về Affiliate Marketing dành cho người mới bắt đầu, hoặc thậm chí bạn đã làm Affiliate Marketing được 1 năm, 2 năm rồi nhưng vẫn chưa tạo ra được một cái kết quả mà bạn cảm thấy xứng đáng. Thì cái bộ video này nó sẽ dành cho các bạn. Thì cái phần số 1 đó là Sơn sẽ chia sẻ cho các bạn về Affiliate Marketing là gì, và cái điều giúp cho các bạn là tại sao các bạn có thể kiếm được tiền từ nó, cũng như là kiếm tiền online tại nhà là nó có thật hay không. Đó. Cái điều số 2 mà Sơn muốn chia sẻ cho các bạn đó là các loại hình về Affiliate Marketing và Make Money Online mà các bạn cần phân biệt. Và cũng như là Sơn sẽ cung cấp cho các bạn một vài những cái ví dụ về những cái dự án trước đây trong quá khứ, và những cái dự án đó là những dự án nào. Điều số 3 Sơn muốn chia sẻ cho các bạn đó là sự thật rằng là ai đã kiếm được tiền đó về Affiliate Marketing hay chưa, đã có ai thành công trong quá khứ hay chưa, đó để cho các bạn có một cái niềm tin cũng như là cái động lực để các bạn tiến tới. Điều tiếp theo, điều số 4 đó là lợi ích khi mà các bạn làm Affiliate Marketing kiếm tiền online tại nhà là gì. Đó, Sơn sẽ chia sẻ cho các bạn tất cả những cái lợi ích để các bạn có thể biết được rằng tại sao các bạn cần phải lựa chọn Affiliate Marketing trong thời điểm này. Điều số 5 đó là các bạn cần phải có những cái bước gì để bắt đầu với Affiliate Marketing. Đó, thì Sơn sẽ chia sẻ cho các bạn tận tình chi tiết từng bước một. Và cuối cùng, điều số 6 đó là các bạn cần phải tránh cái hình thức Affiliate này. Đó, thì Sơn sẽ chia sẻ ở phần số 6 cuối cùng. Thì video này Sơn nghĩ rằng nó sẽ là khá là dài, nhưng Sơn yêu cầu các bạn là cần phải xem hết 100% video. Nếu như bây giờ các bạn chưa đủ thời gian, chưa sắp xếp được thời gian, bạn có thể đóng video này và dừng lại ở đây. Còn nếu như bạn cam kết nó thì hãy comment bên dưới là tôi cam kết xem hết 100% video, đúng không ạ? Và nếu mà tuyệt vời hơn thì Sơn mong muốn các bạn hãy có giấy, và có bút để các bạn hãy ghi chép lại bài học, đúng không ạ? Thì các bạn biết không, để Sơn làm được một cái video này đó, Sơn sẽ cần rất là nhiều ngày để Sơn làm được một cái giáo trình hoàn chỉnh nhất, cũng như là Sơn cần phải rất là nhiều thời gian để Sơn quay cái video này đó, và edit video này, và sau đó là xuất bản nó lên. Thì Sơn cần mất rất nhiều thời gian, nên Sơn rất tâm huyết với cái bộ video này. Sơn mong rằng các bạn sẽ dành thời gian để các bạn học, và cái niềm vui hạnh phúc nhất của Sơn đó là Sơn giúp cho các bạn ra được kết quả. Và thực sự là Sơn đã giúp được cho rất là nhiều người bạn, hàng nghìn bạn rồi, chứ không phải là số lượng ít đâu. Nếu như các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Sơn đó, thì các bạn sẽ biết được rằng số lượng người Sơn đã giúp được cho rất là nhiều, các bạn đã tạo được kết quả thực sự. Ok, thì bây giờ sẽ đi vào phần chính của nội dung bài học. Ở đây Sơn sẽ có 6 phần để Sơn chia sẻ với các bạn. Ok chưa nào? Các bạn đã sẵn sàng chưa? Các bạn đừng quên bấm một nút like video và comment phía bên dưới những cái bài học mà bạn học được trong video này, được không ạ? Rồi, bây giờ Sơn sẽ bắt đầu phần số 1 cho các bạn.
đó là affiliate marketing là gì và tại sao là chúng ta lại kiếm được tiền, cũng như là cái nguyên lý mà chúng ta có thể kiếm được tiền với affiliate marketing nó có thật hay là không, đúng không ạ? Thì bây giờ Sơn chia sẻ cho các bạn dễ hiểu như vậy này. Affiliate marketing, cái tên tiếng Việt của nó được gọi là tiếp thị liên kết, hay các bạn hiểu đơn giản nó nôm na nó giống như một hình thức là cộng tác viên. Cộng tác viên ở đây thì bạn có thể là trở thành một cái người cộng tác viên mà bạn không cần phải nhập hàng, không cần phải mua hàng, nhưng khi mà các bạn giúp cho họ phân phối hàng hoặc là bán được hàng thì các bạn sẽ có tiền hoa hồng đó. Thì chúng ta sẽ hiểu cộng tác viên là như vậy. Tuy nhiên rằng affiliate marketing thì nó sẽ kết hợp với cái công nghệ vào trong đó, công nghệ internet vào trong đó, và các bạn nó dường như không phải cần phải gặp mặt trực tiếp với người bán hàng đó, và các bạn nó sẽ có một cái hệ thống, nó sẽ tự động nó sẽ check cho các bạn rằng bạn đã có được đơn hàng rồi, bạn đã có được sale rồi, bạn đã có được tiêu thu nhập như vậy rồi đó, bạn đã có được hoa hồng như vậy rồi. Thì nó rất là rõ ràng, minh bạch và dường như nó cập nhật liên tục cho các bạn nhìn thấy được. Ok, và bằng cái cách mà các bạn có thể phân phối hay quảng bá hoặc là làm những cái nhiệm vụ tương ứng thì các bạn sẽ nhận được hoa hồng và kiếm tiền online. MMO hay còn gọi là MMO, Make Money Online, thì nó đã quá phổ biến tại Việt Nam rồi các bạn. Nó đã có đâu đó khoảng hơn 5 năm tại Việt Nam rồi, còn trên thế giới thì nó hơn chục năm rồi các bạn ạ. Hơn chục năm, và những cái người mà họ thành công trong lĩnh vực này rất là nhiều. Thì chút nữa cho tới phần 3 hay phần 4 thì Sơn sẽ nói rõ cho các bạn biết về cái điều này, đúng không ạ? Thì mong rằng các bạn đã xem hết video từ đầu đến cuối, được không? Rồi, phần số 2 đó là các loại hình affiliate marketing cũng như là MMO để các bạn có thể phân biệt được, để chúng ta có thể bắt đầu được nó dễ dàng hơn. Rồi, thì có những cái loại hình affiliate nào? Số 1 là cái hình thức này nó dễ làm lắm và nó thường dành cho những người mới bắt đầu. Giả sử đi các bạn nó mong muốn kiếm được thu nhập khoảng 3 triệu cho tới 10 triệu hoặc là 20 triệu hoặc là cao lắm đi thì khoảng 50 triệu thôi. Thì đây là cái hình thức dành cho người mới bắt đầu nhá. Thế sẽ tùy vào cái từng level một, không bạn, cái kiến thức của bạn ở đâu thì số tiền bạn sẽ kiếm được tương ứng với số tiền như vậy. Bạn đồng ý với Sơn như vậy không ạ? Đó. Thì cái này là dành cho người mới bắt đầu, và cái affiliate này thì rất đơn giản, có nghĩa là bạn chỉ cần làm nhiệm vụ thôi. Bạn có thể là giới thiệu người khác đăng ký tài khoản này, hoặc là tải ứng dụng này, hoặc là cài trình duyệt này. Đó thì bạn đã nhận được tiền hoa hồng rồi, đúng không ạ? Thì Sơn giả sử cho các bạn ví dụ, một vài cái ví dụ để các bạn có thể biết được những hình thức này nó có quen thuộc hay không nhé. Đó, ví dụ như là các bạn biết về ứng dụng Momo mà. Ứng dụng Momo, khi mà các bạn giới thiệu một người cài đặt ứng dụng Momo thì các bạn sẽ có được 100.000 đồng. Ở cái thời điểm mà Sơn bắt đầu Sơn làm thì thời điểm lúc đó khi mà các bạn giới thiệu một người, bạn được 100.000 và sẽ trích tiền vào thẻ ATM cho các bạn luôn, các bạn được rút tiền nó về. Hay là các bạn biết Uber không ạ? Uber nó giống như Grab bây giờ đó. Uber thì nó không còn ở Việt Nam nữa. Nhưng khi mà các bạn giới thiệu một người đăng ký tài khoản Uber thì các bạn sẽ được 5 đô, tương đương 100.000. Nếu như bạn giới thiệu một người làm tài xế cho Uber thì các bạn sẽ được họ trả 2 triệu. Thì Grab trước đây họ cũng có một cái chính sách tương tự như vậy. Đó, hay là ví dụ như là các bạn biết là cái ngân hàng Timo không ạ? Nó có VP Bank á. Ví dụ như bây giờ các bạn đã chia sẻ cho một người mở cái thẻ của ngân hàng Timo thì lúc đó bạn sẽ được là 50.000 trên một người mở thẻ thành công. Đó là gọi là tiếp thị liên kết đó. Và cái hình thức này rất là dễ, không cần phải tốn tiền gì của bạn hết, và các bạn nó rất là dễ để chia sẻ điều này. Hay là bạn biết là trình duyệt Ray Browser không ạ? Cái Ray này thì nó quá quen thuộc rồi. Sơn đã chia sẻ và nó giúp cho rất nhiều bạn kiếm được số tiền vài chục triệu cho tới hàng trăm triệu, thậm chí có một vài bạn họ đã kiếm được tiền tỷ một tháng từ Ray Browser. Thì cái Ray này nó là một cái trình duyệt, nó là trình duyệt nó giống như Cốc Chrome hay là Google hay là Safari ở trên iPhone vậy đó. Thì cái Brave này nó là một trình duyệt hoàn toàn mới, và nó khi mà nó về á, nó muốn cạnh tranh lại với những người lớn kia, thì thay vì nó phải bỏ ra một số tiền ngân sách lớn để nó marketing thì bây giờ nó sử dụng những cái người làm affiliate marketing đó, nó cùng cộng tác để giới thiệu người dùng phát triển lên thật mạnh mẽ, và họ sẵn sàng chi trả $5 trên một người dùng sử dụng cái trình duyệt của họ, và họ đã chi ra số tiền vài triệu đô cho cái số tiền marketing này, rất là lớn các bạn. Và rất là nhiều người bạn đã kiếm được số tiền tỷ với cái dự án này rồi nhé. Thì chút nữa Sơn sẽ có một vài cái bằng chứng Sơn đã chia sẻ cho các bạn. Hoặc các bạn nào đã coi những cái video trước đây trong quá khứ của Sơn thì các bạn cũng thừa biết điều này. Hay là các bạn biết là ứng dụng FinHay không ạ? FinHay đó là một cái ứng dụng giống như là đầu tư vậy. Thì khi mà các bạn giới thiệu một người dùng cái ứng dụng này thì các bạn cũng sẽ được cái ứng dụng đó, họ trích cho các bạn một phần thưởng tương ứng số tiền mặt và bạn rút được về.
hay là các bạn biết một vài ứng dụng để cho vay tiền đúng không ạ? Thì nó cũng tương tự như vậy thôi. Thì đó, những cái này nó rất là dễ để làm dành cho người mới bắt đầu. Rất là nhiều cái khác nhá, nên ở đây Sơn ghi là vân vân và vân vân. Đó, bạn có thể tìm hiểu thêm ở trên kênh YouTube của Sơn Yat. Hiện tại là các bạn đang xem video ở đây này, thì Sơn sẽ có rất là nhiều hình thức khác đã từng giới thiệu trước đây cho các bạn rồi. Sơn đã làm điều này được khoảng 4 năm rồi các bạn ạ. Ok, rồi cái hình thức số 2 để các bạn có thể phân biệt được. Hình thức này á thì nó khó hơn và nó cần trình độ cao hơn, cần kỹ năng nhiều hơn, cần các bạn phải có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực này. Nhưng đổi lại á thì cái thu nhập của bạn á không hề nhỏ một chút nào. Những cái người mà họ làm giỏi, làm lâu năm, họ có thể thu nhập hàng trăm triệu, vài trăm triệu thu nhập một tháng, thậm chí là một vài tỷ thu nhập một tháng. Thì điều này là hoàn toàn có thật nha các bạn. Sơn mới chia sẻ với các bạn đó, đây là một trong những hình thức á mà thậm chí trước đây có thể bạn không biết về nó. Đây là hình thức hoàn toàn mới đối với bạn. Nhưng á, Sơn mong rằng đó sẽ là một cái mục tiêu để bạn phấn đấu tới, bạn vươn tới, và bạn hãy tìm ra được những người này, bạn hãy chơi cùng với họ, bạn hãy học hỏi với họ đi, thì tự nhiên bạn sẽ biết được rằng à, những cái điều này là có thật không. Và đây là một trong những doanh nghiệp mà dường như mà bạn không cần phải có nhân viên, không cần phải có nhân sự, và là một công việc kinh doanh chính thống không, và nó đã được công nhận rồi đúng không ạ? Thì cái hình thức này nó khó hơn một chút, có nghĩa là bạn cần phải bán hàng thì bạn mới nhận được hoa hồng. Nhưng bán hàng ở đây thì bạn không nhất thiết phải gặp mặt người khác hay là phải cầm sản phẩm đi bán, không cần phải như vậy, mà bạn nó sẽ cần phải học một vài kỹ năng về marketing, về phễu hay còn gọi là funnel marketing, hay là email marketing, hay là chạy quảng cáo. Thì đây là những cái kỹ năng cao hơn, thì chút nữa Sơn sẽ nói cho các bạn đó ở phần số 5, đó là các bước để các bạn có thể phát triển và làm về affiliate marketing đúng không ạ? Ok, rồi các bạn còn đang xem video của Sơn tới đây không ạ? Đó, các bạn nhớ ghi chép lại nhá, ghi chép lại. Đây thì Sơn luôn luôn có một cuốn sổ, Sơn luôn luôn ghi chép lại những điều cần học được đúng không ạ? Nếu như bây giờ các bạn chưa cuốn sổ thì bạn lấy sổ ra, các bạn ghi chép lại Sơn đúng không ạ? Ghi chép lại đúng không ạ? Bây giờ Sơn sẽ có một vài giây để các bạn lấy sổ ra, ghi chép lại, các bạn bấm dừng video này đi. Ghi chép lại. Tại video này sẽ rất là dài. Đúng không ạ? Các bạn lấy sổ ra, các bạn ghi chép lại giùm Sơn. Ok. Các bạn có sổ chưa? Rồi, bây giờ Sơn sẽ đi tới phần 3. Là bây giờ là sự thật đã có ai nhận được tiền nó chưa? Sự thật đã có ai nhận tiền được chưa? Và đã có ai thành công với nó hay chưa? Thì Sơn trả lời và cam kết với các bạn bằng cái uy tín của Sơn này. Bằng uy tín của Sơn, kênh YouTube của Sơn nó hơn 100.000 đăng ký rồi nha bạn. Hơn 100.000 lượt đăng ký. Facebook cá nhân của Sơn á, nếu như các bạn đã theo dõi á, thì tới điểm hiện tại là Sơn nó được hơn 35.000 người follow rồi. Đó, kênh TikTok của Sơn á, là gần 50.000 lượt follow rồi. Đó, dường như là Sơn có uy tín ở trong cái lĩnh vực này. Nên Sơn nó dùng cái uy tín của Sơn nói với các bạn rằng lĩnh vực này là hoàn toàn có thật, kiếm được tiền từ những người kiếm được 10, 20 triệu một tháng, 50 triệu một tháng, cho tới những người kiếm được vài trăm triệu, thậm chí vài tỷ một tháng. Đây là Sơn dùng uy tín, Sơn nói với các bạn đúng không ạ? Còn các bạn cần phải xem hết video này thì các bạn mới nhận được những giá trị bài học tiếp đúng không? Thì bây giờ Sơn sẽ show cho các bạn một vài những cái bằng chứng có thật. Những cái này thì nó là đoạn chat của học viên của Sơn, hoặc là những người bạn đã chat với cả Sơn, nói chuyện với Sơn và được Sơn trực tiếp kèm cặp với họ đó. Còn trong những video tiếp theo thì Sơn sẽ cho các bạn gặp những người đó. Những người này họ sẽ phân tích về những cái case study thành công, những cái bài học thành công. Thì mong rằng các bạn hãy xem hết video này và xem những video khác nữa thì bạn mới có được một góc nhìn tổng thể. Hãy học tập một cách nghiêm túc, nghiêm chỉnh. Ok, rồi các bạn có cam kết với Sơn điều này không ạ? Bây giờ Sơn sẽ show cho các bạn một vài những cái bằng chứng có thật nhá. Rồi Sơn sẽ mở cho các bạn ở đây. Ok, đây Sơn xin phép cho các bạn nhá, là Sơn sẽ giấu tên và giấu avatar đúng không ạ? Đây là một trong những học viên của Sơn. Thì anh này á, anh ấy cũng khá là lớn tuổi rồi. Và khi mà anh ấy bắt đầu với hình thức là make money online này, thì anh ấy biết tới Sơn trước đó một vài năm. Nhưng khi mà anh bắt đầu thì dường như là gia đình không có ủng hộ, đó là vợ của anh, thì nghĩ rằng cái hình thức này nó không có thật và nó tốn thời gian. Thì khi mà anh ấy làm thì đâu khoảng 2 tháng đầu tiên anh chưa ra kết quả đâu các bạn. Nên anh không có dám cho gia đình biết điều này. Nhưng đến khi mà tháng thứ 3 anh mới bắt đầu ra kết quả thì anh mới chia sẻ với Sơn. Đây là hình mà Sơn chụp được lại nhé. Đó là anh ấy đạt được gần 13.000 đô trong cái tháng đó. Gần 13.000 đô trong cái tháng đó thì Sơn cũng có nói với anh rồi. Nếu như mà anh ấy đạt được mục tiêu thì phải ăn mừng. Thì ăn mừng ở đây anh ấy chia sẻ rằng anh ấy khoe cho vợ này và khoe cho cậu bạn thân lâu nay đã ủng hộ anh ấy. Và anh ấy đưa vợ 100 triệu. Và còn lại anh trừ lại chi phí để anh làm vốn tiếp.
Đây thì anh ấy có chụp lại cái màn hình, đây là trong cái group chat của Sơn nhé các bạn. Group chat có rất là nhiều học viên, họ giao lưu và nói chuyện với nhau. Thì đây là cái group chat và anh ấy chụp lại cái màn hình. Đây, phóng to cho các bạn thấy này. Thì anh ấy nhận về tổng số tiền là 294 triệu. Đúng không ạ? Đó, đó là một tháng thu nhập của anh ấy nhé. Một tháng thu nhập của anh đó. Ok, thì đây là một người đầu tiên. Trong những video tiếp theo có khả năng Sơn sẽ có những cái video và Sơn sẽ mời những người này họ chia sẻ về cái câu chuyện của họ cũng như là những cái bài học, thì các bạn phải đón tiếp những video tiếp theo đúng không ạ? Thì nếu như các bạn muốn nhận những video tiếp theo thì các bạn comment phía bên dưới video này là tôi muốn nhận video tiếp theo. Đó, các bạn comment xuống bên dưới thì Sơn mới gửi tặng cho các bạn nhé, đúng không ạ? Rồi, Sơn mở tiếp này. Đây là một người em của Sơn, và người em này thì cũng học chương trình coaching của Sơn nha các bạn. Coaching 1 kèm 1 á, thì Sơn đang hướng dẫn cho em về affiliate marketing. Và bạn này thì mới sinh năm 95 thôi. Bạn ấy đã có đồng mức thu nhập, thì bạn ấy nói rằng các bạn đã nhận được 93.000 BAT. Thì đây có thể là nếu như bạn chưa hiểu nó thì không không sao, bỏ qua đi. Thì tức là cái số tiền này á, nó tương đương với số tiền là gần 600 triệu thu nhập một tháng. Đó. Sau này khi mà các bạn đã biết được về nó rõ hơn rồi thì bạn sẽ biết được cái thuật toán kia vừa sau nó là gì, đúng không ạ? Thì một tháng bạn đã thu nhập là khoảng 600 triệu. Đó, và trong cái tháng này, tháng tiếp theo á, là tháng này này, thì bạn ấy cũng nhận được số tiền là hơn 600 triệu. Có nghĩa là cái thu nhập thì nó đều đặn, chứ không phải là cái tháng này là tự nhiên có được một số tiền rất là lớn, sau đó tháng sau không có nữa, đúng không các bạn, đúng không ạ? Thì đây là những cái bạn này á, Sơn nói trước với các bạn, đây là những người họ cũng là cao thủ rồi. Họ đã theo Sơn được một thời gian rồi, chứ không phải là ngày 1, ngày 2, không là một tháng, 2 tháng mà ra được kết quả lớn như vậy thì không thể, đúng không ạ? Thì cái đó chỉ là ảo tưởng thôi. Rồi, một à đây là cái hình ảnh mà bạn ấy chụp lại cho Sơn nhé. Đó, Sơn nó phóng to lên cho các bạn nhìn thấy rõ hơn. À, đây là một người học viên đó, ở trong cái khóa K01 của Sơn, và cũng là một trong những người học viên rất là xuất sắc. Thì anh ấy, Sơn phải gọi anh bằng anh bởi vì anh ấy lớn tuổi hơn Sơn rất là nhiều rồi. Và anh ấy học chương trình coaching affiliate 1 kèm 1 của Sơn, thì Sơn nó hướng dẫn chi tiết cho anh từng bước một. Và anh ấy về được số tiền trong một tháng đó là hơn 50.000 đô, hơn 50.000 đô nhé, hơn 50.000 đô này. Thì đây các bạn nhìn thấy là có hai nguồn, có hai cái thanh toán này đều là 24.000. Bây giờ Sơn nói là 24.200 đô đi và nhân đôi lên nhé, và bây giờ Sơn nhân với tỷ giá là 23.000 này, thì thu nhập của anh đó là hơn 100 à, hơn 1 tỷ 100 triệu, 1 tỷ 113 triệu 200.000 đồng. Đó, thì đây là một trong những học viên xuất sắc của Sơn, đúng không ạ? Nhưng mà rất nhiều học viên đạt được cái điều đó chứ không phải là một trong những người đâu. Rồi, thì ok, đây là một học viên khác của Sơn này. Bây giờ thì bạn ấy rất là giỏi rồi, không? Và bạn ấy theo cùng với cả Sơn đó, được khoảng 1 năm rưỡi. Đó, bạn ấy vào trong Sài Gòn, chứ thực ra quê của bạn là Thanh Hóa nhé các bạn. Thì cái tháng này, cái tháng trước bạn ấy gửi cho Sơn cái hình tháng trước rồi. Thì cái tháng trước á, là bạn ấy được thu nhập là 1 tỷ. Đó, thu nhập là 1 tỷ một tháng. Và bạn biết bạn này sinh năm bao nhiêu không ạ? Bạn này sinh năm 98. Nếu như bạn đã theo dõi Sơn từ rất là lâu rồi thì bạn sẽ biết bạn này là ai, tên là gì, Facebook như thế nào, đúng không ạ? Thì Sơn không cần phải nói sâu hơn với các bạn nữa, nhưng bạn ấy nói rằng bạn ấy có thu nhập 1 tỷ một tháng trong tháng vừa rồi với dự án là Affiliate Marketing, cụ thể là Vray mà Sơn đã chia sẻ. Đó, thực sự là cái điều mà họ thành công á, Sơn còn vui hơn cái điều mà Sơn thành công nữa các bạn. Đó, đó đó là một vài những cái minh chứng nhé. Đây, cái chụp cái màn hình bạn ấy chụp lại, tuy nhiên là nó hơi nhỏ, tuy nhiên là hơi nhỏ, thì bạn ấy chia sẻ với Sơn thì cái đây là cái màn hình chính xác bạn ấy chụp lại là bạn ấy đạt được cái thu nhập đó, đó là cái bằng chứng cụ thể. Rồi, đây là một cái chương trình khác của Sơn cũng là về affiliate marketing. Thì những học viên họ chia sẻ rằng ở đây là cái kết quả mà họ đã đạt được. Đó, kết quả họ đã được thôi, những cái kết quả này thì chắc chắn Sơn nó sẽ lướt qua thật nhanh đi, bởi vì Sơn sẽ nói về cái phần nội dung nhé. Thì các bạn có thể là bấm giữ lại cái màn hình để các bạn đọc những cái này cũng được, không sao cả. Ok, sau đó là Sơn sẽ đi tiếp cái phần chia sẻ rồi. Thì đó, Sơn chia sẻ cho các bạn đó là sự thật là có ai đã nhận được tiền hay chưa, để các bạn có một cái niềm tin, các bạn biết được rằng à, cái công việc này nó cũng kiếm được tiền thật đấy không, và nó sẽ tùy thuộc vào cái từng level cấp bậc nữa. Cái level đây là cái kỹ năng, cái khả năng của các bạn đó. Cái bạn nó dành nhiều thời gian nhiều thì cho nó thì bạn nó sẽ có được cái thành công lớn.